kia đang xem tí nữa nó báo cáo tôi bữa khó ạt nữa, bữa khó ạt rồi đó nha. Chơi game gì nè, không được rồi đó trời. Bán toàn đầu mấy vả vợ vẫn quá. Ăn hên các bạn nha, thề luôn không có lần tiếp theo luôn mọi người. Bắn toàn hên các bạn, toàn đầu toàn hên thôi. Hello đi đâu đây cưng ơi. Một viên 149 máu này vô người các bạn nha, không phải vô đầu nha anh em. Vô đầu nữa là tôi, các bạn kia tôi hack cũng được chứ tôi bán vô. Ăn hên, ăn hên thôi, chỉ là ăn hên thôi các bạn ơi, ăn hên thôi. Nắp rồi em ơi, trong đây bên trái em ơi. Tất cả mọi người, mình là Cham Cân Năm đây. Đây là video đầu tiên của mình làm về game FIFA các bạn ạ. Là game đầu tiên mình chơi FIFA cho nên là có gì sẽ sót mọi người bỏ qua giúp mình mọi người nha. Cũng là lần đầu tiên mình làm hả YouTuber luôn á mọi người. À có địch các bạn ơi. Cho nên là hả chơi game gà mọi người đừng chửi các bạn nha. Thanh niên đầu tiên, một viên hai viên nấp một và đó là một kill riêng cho em Cham nè. Nha mọi người nha. Game đầu tiên em Cham làm video. Game đầu tiên cho nên mấy bạn đừng chửi em Cham quá nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng hết sức lấy top 1 ở trong video đầu tiên mọi người nha. À, chú đang tiếng chân các bạn ơi. Nó chạy vào, một viên vô đầu rồi nè. Một viên, hai viên, này, nấp 1 thành công. À, thằng này bộ đồ nó mặc y chang mình luôn các bạn ơi. Thật là quả chứng. À đúng, trời ơi là trời. Sao bạn kết của mình vậy bạn? Bạn sống kia cũng kéo vậy. Tao mà gặp hai anh kia tôi chửi được nha. Rồi tao hiền đó. Mình mới nói nhầm á các bạn à, chứ mình đứa chửi ai đâu. Mình rất là hiền các bạn ơi. Mọi người cùng xem và đón thử game này mình top 1 bao nhiêu kill mọi người nhé. Ở vùng xanh kia mình tính tìm 2 tỉa nhưng mà không ra mọi người à. Thì cũng như các bạn đã biết là mình cũng mới tập chơi game mà, cho nên là mình cũng muốn mấy tỉa thử á. À đù hai thanh niên, một thanh niên qua mắt mạnh quá mọi người ơi. Mình chút xíu mà đã vỡ mồm rồi thanh niên rồi các bạn à. À các bạn đang xem mình các bạn. Chưa gì có khán giả đâu. Phần trăm công lực của chữ tăng lên đấy chứ. Đang cứu vô cứu nè ba viên. Và đó là mạng thứ 3 và mạng thứ 4 cho em Sam. Ây cha, có bạn khán giả đang ngồi xem rồi kìa các bạn. Bạn khán giả này là tên Hải Đăng các bạn ạ. Hôm trước vừa lấy tôi một em siêu phẩm 27m các bạn ạ. Tại vì mình mới chơi game ấy, cho nên mình kết bạn với một hai người à. Hạt đó là hạt khách của mình đó, chứ là nên là mình kết bạn các bạn. Bên mình có thu hoạch mọi người nha. Mọi người mà hả không chơi game nữa thì mọi người liên hệ mình thu lại mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Úi giời à, đúp đây rồi anh em ơi. Tôi nghe đâu là hả game này đúp mạnh lắm phải không? Để mình bắn thử cho anh em xem nha, test thử nha mọi người. Mình mới chơi game có gì sai sót anh em thông cảm mọi người nha. Có người, một viên đúp. Đi đâu đây? Hai viên. Ui trời ơi, đây trời ai bắn cháy thế? À không, mới chơi bắn cháy dưới ta. Các người bắn nha, bắn nhau các bạn ạ. Mình leo lên góc này mình tìm chỗ bắn tụi nó các bạn nha. Chim thân ở dưới đường là tụi nó kiếm mình phai đầu đó. Đáp dù nè. Đáp dù nè. Kêu thứ 6 cho em Cham. A ta 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 ta. Ủa bắt kêu luôn rồi trời, có bắt kêu rồi. Trời ơi chơi game gì cũng chợ. Này nó chán sống rồi sao á, chơi game mà cũng gớt nữa. Quá cái đạn này chứ. Này núp núp cây gì đây? Này gớt tao phải không? Trời đất ơi, bù mắt quá anh em đúng là mới biết chơi game mà các bạn ơi. Ơi đủ, ăn hên các bạn nha. Bắt đầu ăn hên chắc các bạn nha. Nhưng phải là hả? Biết chơi mà ra vội mọi người nha. Mình mới biết chơi FIFA thôi các bạn nha. Thử lòng tôi à lụng mà bán ăn hên thôi. Mà game này ngộ mọi người nha. Cứ sơ hở là bị lím, sơ hở là bị lím mọi người à. Cứ tôi ló ra xíu này tôi bán cái nóc mà khi kịp gạt là bị lím ngay. À thằng con gái à, một chi nha cưng ơi. Chị tới với cưng đây cưng ơi. Em mới biết gì với anh cho chị cho em. Tóc mất trời ơi là trời. Kêu tròn luôn, giữ ta. Cho ăn quả trái cây nè. Trời ơi vậy mà không trúng được hay trời. Để tôi đụng cái kêu xong tôi vui cho anh 1 triệu đồng nha. Anh con gái. Thế anh chạy. Anh gớt trời ơi không đuổi tầm bắn đó mọi người ơi. Chạy chứ. Trời bị bắn nữa thằng đồng đuổi qua rồi. Đồng đuổi qua nè. Trời đất ơi cầm chục cân sụt bám 80m. Lại mình thì cái Cham ơi. Bé Cham chơi game. Nắp này cô ăn. Đồng đuổi qua nữa hả. Còn nữa không vậy trời. Mà thì đã đông kia trời. Cặp trò nhanh chứ không. Tụi nó tới mình xử lý không kịp mọi người. À hello. Thằng con gái chạy đâu đây bạn ơi. Mình là bé Cham này. Em Cham này tiếng quay bao luôn. Cám kêu cha bé Cham. Mới chơi game các bạn nha. Cho nên là bán cũng hơi gà đâu. Không có hai như các idol khác nha. Ôi cái máy đồ này bán được không ta?
mình thấy tâm đỏ mình mà mình ke thì nó lại không máu vàng rồi, không máu đỏ các bạn nha. Thằng này nó láo lắm rồi, thấy tôi hiền hiền nó không nói gì nữa, xong nó cắm đầu bán tôi bạn ơi. Lại ăn hên tiếp mọi người nha. Ăn hên nha anh em, chứ không phải là hả gì đó các bạn nha. Các bạn đừng có kia tôi xài đồ này kia nha anh em. À, thằng kia lại xem cái thằng kia lại show xem kìa. Ý trời ơi, phái phái rồi phải không? Xem nãy giờ hơi nhiều đó nhưng chưa. Nghe tiếng chưa đây các bạn nha. À, hello my vực rang. Đi vô đây cưng ơi, cưng ơi cưng, cưng chờ kỹ tới cưng ơi. Trời ơi, kêu tròn nữa với game kêu tròn quẻ trời. Ui, nghe chân nữa các bạn nha, có hai thằng, không phải một thằng các bạn ơi. Ây chà, ui trời ơi, bay đâu. Trời ơi, rớt mất tiêu rồi các bạn ơi. Tôi nghe người kia thấy thằng nhảy nè. À, mày liều gặp máu xóa rồi quá anh ơi. Tao có máu hai thằng luôn nên mà tụi này nó chịu khó cứu, chịu khó bú ghê. Trời ơi, hụt trời. Ui, 105 máu rồi. Lựu đạn đâu, còn lựu đạn không ta? Từ bơm máu phát các bạn ơi, tôi hiểu hết rồi mọi người ơi. Tầm này không bơm máu là không, là tí nữa nó bắn vỡ mồm mọi người à. Có lựu đạn không ta? Ao, quanh đờ hao, lựu đạn nè, né đi mấy cưng ơi. Đúng không? Hụt luôn nậu ơi. Bỏ nghèo qua lựu đạn này đi mấy gà quá các bạn ơi. Mới chơi game. Vẫn trúng anh em nha. Một viên nè. Trời ơi. Vẫn xong luôn trời. Trời ơi, bến gãy ta phải đó mình sọt chúng hai phiên là đi đó mọi người à. Tôi buồn. Ú, vặn nóc anh em nha, vặn nóc nha. Còn một thằng thôi. Thằng kia mới cứu vậy mọi người, còn thằng cuối cùng thôi. Hello. À, ăn hên nha. Không phải ăn hên các bạn nha, có phải là chơi lâu rồi. Bây giờ lại đó anh em nha. Ăn hên các bạn nha. Ăn hên như vậy là hack chơi lại đó các bạn nha. Nhớ nha anh em. Thằng kia đang xem tí nữa nó báo cáo tôi vừa khó ạt nữa. Vừa khó ạt mặt rồi đó nha. Chơi game gì nè, không được rồi đó dài. Bán toàn đầu rồi. Mấy vả vợ vẫn quá, ăn hên đó bạn nha. Thề luôn, không có lần tiếp theo luôn mọi người. Bắn toàn hên đó các bạn. Toàn đầu toàn hên thôi. Hello đi đâu đây cưng ơi. Một viên 149 máu là vô người các bạn nha. Mới vô đầu nha anh em. Vô đầu nữa là tôi, các bạn kia tôi hách cũng được. Chứ tôi bán vô. Ăn hên, ăn hên thôi. Chỉ là ăn hên thôi các bạn ơi. Ăn hên thôi. Thề luôn á, tôi nói thiệt mà. Không đi một miếng nào nên mua hai đúng các bạn nha. Ăn hên mọi người, ăn hên thiệt. Không cái xài đồ hả, không phải là tôi chơi lâu rồi gì mới chơi lại đâu mọi người ơi. Thiệt á mọi người à, mình nói thiệt đó. Hello, đi đâu đây cưng? Đâu nha, một viên các bạn, một viên rồi. Ugi ra tay. Tiếng ngoài vào, 16 cái game chạm ok chưa. Em Cham mới biết chơi game thôi, cho nên là mọi người xem video là mọi người nhớ để là cho em Cham một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Để xem nào các bạn, cùng nhau dự đoán thử bây giờ trên map còn 9 người mà tôi ăn 16 kill thì top 1 được hay không, và top 1 ăn được bao nhiêu kill mọi người nha. Và ai đoán trúng mình sẽ tặng cho bạn đó một phần quà nho nhỏ bạn nha. Các bạn ghé qua bên group bên phở bò mình các bạn nha, ok chưa. Và xin phép vài giây quảng cáo đi nha, bên mình có nhận thu ạc cho mọi người nha. Mọi người có nhu cầu thu ạc thì liên hệ bạn thôi nữa nha anh em. Ăn hơn nhớ bạn nha. Ăn quảng cáo mà bán ăn hơn chứ không phải là hả tôi biết chơi game mà tôi mới chơi lại nha anh em. Ăn hên thôi. Bởi mình có thứ quạt anh em nha. Anh em nào không chơi game nữa liên hệ em chăm thu anh em nha. Cảm ơn bạn đã kia được nhiều nha. Ăn hên đó anh em nè à. Giờ bán toàn mắt vàng đỏ nè. Một viên, hai viên tiếng quay bào 17 kia chơi cham. Ok chưa. Ăn hên đó anh em. Không phải là xài xài đồ hay là hả biết chơi game lâu nha các bạn. Tôi ăn hên đó. Tôi nói thiệt mà, tôi không hề đi với nào luôn. Tôi mới chơi game trận đầu tiên FIFA các bạn à. Em Cham vừa biết chơi game luôn. Em Cham làm video đầu tiên của game FIFA luôn mọi người. Đó, cho nên mọi người muốn em Cham bắn gì, em Cham làm gì, các bạn cứ comment em Cham làm theo cho mọi người xem nha. Ok, các bạn nhớ cho em Cham một đăng ký kênh cho mọi người, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hôm nay bắn góc này cao không ta? Ê, chà, cái bộ cũng xấu thật á. Đi vô cưng ơi, hello cưng ơi. Mặt quỷ hồi chinh nữa chứ. Thằng liều ghê chợ. Hello, một chiến. Đâu rồi, ló ra thử coi. Chạy vô nhà là hai viên đi lương với xe. Ý trời ơi, thấy mới chơi game phải ngát chưa anh em. Làm gì đây bạn bè hả? U không phải các bạn ơi, team khác nhau rồi. Team khác nhau bạn ơi. Trời ơi là trời, nó vào kia nó mình còn không chuyển bạn, còn chuyển qua kia, còn chuyển qua kia là mình bắn được nó. Đủ thằng nào bắn mình được viên gì rồi. Hay chà, có đối thủ nha, có đối thủ nha. Hello bạn. Lại hơn nha anh em, pha này hơn nữa các bạn à. Thiệt luôn á, tôi không hề biết bán vô đầu luôn. Tôi bán hơn mọi người, chắc chắn như vậy rồi. Jesus à, phải thì chơi game toàn hơn vậy trời. Thằng cuối cùng nó bắn tôi đâu vậy ta? Thằng kia nó cũng muốn solo đúp với tôi sao á. Tôi là kiểu như tôi tay mơ mà người, tôi tay ngang mà, tôi mới biết chơi thôi. Cắm cờ cho nó sợ chơi nè. Mà nãy bắn tôi gì nó đúp đâu, mình không biết nó đúp ở đâu luôn mọi người. Để từ từ mình tìm thử.
21 khi 32 khi chúng ta, khi top 1 chúng ta. Căng nha. Đối thủ chơi lâu năm và Cham căng năm mới chơi. À lộn, bé Cham mới chơi thì ai sẽ là người top 1 các bạn? Thanh niên kia có biến tỷ hay sao á chứ? Tôi thấy anh bọc tuôn viên còn 50 máu mà anh núp đâu mất tiêu rồi. Anh núp cũng kỹ á nha, núp không kỹ là hả? Em Cham cho bay đầu đó. À lộn lộn lộn. Em Cham hả? Bán bài giáp đó nghe chưa? Em Cham trùm máu vàng mà. Mới chơi game bán trùm máu vàng mà anh em, bán máu đỏ anh em mà kêu tôi xài đồ này kia nữa tôi buồn lắm các bạn ơi. Núp đâu mất tiêu. À! Nó ra giẫm não. À đây nè, trên cái cửa sổ các bạn. Ngoài cửa sổ có cơn mưa đang đổ chéo các bạn. Và anh biết tiêu thuốc chẳng có gì là bổ béo. Trời đất ơi, vậy mà không nóc kìa, lục không trúng kìa trời. Thế mà hiện cái tóc đỏ chứ vậy trời, tôi buồn ghê á chứ. Cám chờ cho bạn sợ tôi chơi nè, đánh đòn tâm lý đó anh em. Cái này tôi thấy máu đỏ là bán được phong ta, nhưng mà sao mình bán không nóc được các bạn nhỉ. Buồn thì chứ, nó cứ lùi khúc xong nó lò ra xong đi, lò đâu đi. Ai cha lò ra hổ con á mày. Ok chưa, top 1 cho em Cham. Và đây là video đầu tiên trên kênh của mình chơi FIFA, cho nên là mọi người thấy hay mọi người cho mình một like, một đăng ký kênh cho mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều thiệt nhiều mọi người nha. I love you nè. Bạc.